Câu chuyện về cô gái 9X, nickname là Tina Dương, bị tố thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo bạc tỷ vẫn đang xôn xao mạng xã hội. Mặc dù sự việc vẫn đang được điều tra, nhưng những gì mà các nạn nhân tưởng thuật khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim Hollywood vì độ kịch tính và những chi tiết gây sốc. Liên quan đến vụ việc, một câu hỏi nhiều người vẫn băn khoăn là vì sao có những người có thể bị thao túng tâm lý một cách khó hiểu như vậy. Thưa quý vị, những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố Tina Dương giàn dựng lừa đảo hàng loạt người ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về nhân vật bí ẩn này. Những người tố cáo cho rằng cô gái này đóng vai là tiểu thư sống sang chảnh, dùng đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bản thân đang kinh doanh lớn ở nhiều lĩnh vực, từ đó tạo lòng tin của nhiều người, dù họ làm ăn và chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Nhóm các nạn nhân đã tập hợp lại để cùng gửi đơn tố cáo Tina Dương và truy tìm cô gái này để báo cho cơ quan công an xử lý. Thực tế, mới đây, công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mời Tina Dương lên làm việc. Sau đó, cô này về nhà chứ cơ quan công an không tạm giữ như thông tin đồn thổi. Theo trưởng công an thành phố Phan Thiết, đây là buổi làm việc rất bình thường, hiện tại cũng không có việc 15 người gửi đơn tố cáo. Trưởng công an thành phố Phan Thiết cũng cho biết quá trình điều tra cần thời gian liên quan đến nhiều vấn đề nên chưa thể thông tin thêm. Công an thành phố Phan Thiết đã có báo cáo gửi công an tỉnh Bình Thuận về vấn đề này. Theo thông tin ban đầu về sự việc, số nạn nhân và số tiền lừa đảo lớn khiến nhiều người hoang mang và đặt ra nghi vấn. Làm thế nào một cô gái có thể chót đọt lừa hết lần này đến lần khác như vậy? Một số người đã đề cập đến việc thao túng tâm lý, nghĩa là cách thức thủ phạm chi phối cảm xúc và gây ảnh hưởng lên hành vi của nạn nhân. Trao đổi với báo Dân trí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng Thao túng tâm lý thường được định nghĩa là một loạt hành vi có chủ đích, được lên kế hoạch để kiểm soát một số tình huống hoặc hành vi phản ứng của một ai đó. Vì lợi ích của bản thân, mỗi người đều từng cố gắng tác động đến tình huống hoặc tâm lý, hành vi của người khác bằng cách đe dọa kết thúc mối quan hệ, trở nên hung hăng, mất kiểm soát khi bị từ chối, bản thân thậm chí còn trở nên yếu đuối, phụ thuộc quá mức hoặc giả bệnh tật để được chú ý và yêu cầu hỗ trợ một cách quá nhiều. Thao túng tâm lý trở thành lệch chuẩn, thậm chí cấu thành tội phạm khi nó xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại, bị đẩy lên mức cực đoan. Khi đó, người bị thao túng phải bẻ cong những giới hạn của mình. Chẳng hạn, họ sẽ cho vay tiền khi bản thân không thoải mái, vẫn sử dụng dịch vụ dẫu còn nghi ngờ về điều này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cũng chỉ ra một số kiểu thao túng tâm lý phổ biến. đầu tiên, ông nhắc tới kiểu thao túng bằng cách bắt nạt trí tuệ. cái thao túng sẽ khiến nạn nhân lầm tưởng họ rất am hiểu trong một lĩnh vực. họ áp đặt các dữ liệu về những khía cạnh mà nạn nhân ít biết để từ đó dẫn dắt nạn nhân vào kế hoạch huy động vốn một cách dễ dàng và thuyết phục hơn. rất nhiều người đã bị mắc bẫy vì cảm thấy mình đang đi theo những người vượt trội về mặt trí tuệ và chắc chắn mình sẽ thành công một số kẻ thao túng lại làm nạn nhân choáng ngợp với các thủ tục hành chính rắc rối của một bộ máy quan liêu. Qua đó, họ thể hiện bản thân có nhiều mối quan hệ quan trọng có thể giải quyết được mọi chuyện. Những kẻ thao túng luôn gây áp lực về thời gian, khiến nạn nhân phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Kẻ thao túng cũng có thể giả nai tơ, cố tình ngu ngơ, yếu đuối, phóng đại các bệnh tật tưởng tượng, dằn dỗi an vạ như trẻ con để tạo nên sự phụ thuộc. Điều này khiến những nạn nhân tự cảm thấy phải gánh trách nhiệm nâng đỡ, cảm thông và phải tự đi giải quyết những rắc rối do kẻ thao túng đã dạy dột gây ra, giống như cha mẹ phải có trách nhiệm đi giải quyết hậu quả cho những đứa con hỗn láo. Có thể thấy, thao túng tâm lý là những kỹ thuật tâm lý làm bóp méo tinh thần, bóc lột tình cảm của người khác với những động cơ chiếm đoạt quyền lực, sự kiểm soát, những lợi ích, đặc quyền và trả nó bằng cái giá của nạn nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam nhấn mạnh. Theo thạc sĩ tâm lý Dương Thị Thu Huyên, thao túng tâm lý không chỉ gây hại cho người bị thao túng mà nó còn đem đến những tác động tiêu cực tới người đi thao túng. Cả hai đối tượng nêu trên đều không thể ở trong mối quan hệ lành mạnh và những trải nghiệm hạnh phúc vui vẻ cùng nhau. Người bị thao túng tâm lý bị tổn thương cảm xúc, lòng tự trọng, chất lượng cuộc sống bị suy giảm nghiêm trọng. Còn người đi thao túng người khác thì các vấn đề về tâm lý của họ nặng hơn. Thạc sĩ tâm lý Dương Thị Thu Huyên cho rằng những người bị thao túng tâm lý không hẳn là người nhẹ dạ cả tin Thay vào đó, những người dễ dãi, dễ thỏa hiệp và sống phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của người khác sẽ dễ trở thành con mồi cho những người đi thao túng tâm lý. Bác sĩ Huyền cũng đưa ra giải pháp phù hợp để mỗi người có thể thoát khỏi tình trạng bị thao túng tâm lý chính là việc không chấp nhận sự độc hại từ bất cứ ai. Để tránh bị thao túng tâm lý trong tình cảm, tôi nghĩ đầu tiên chúng ta phải luôn tỉnh táo, thiết lập ranh giới rõ ràng cho từng mối quan hệ và không thỏa hiệp với sự độc hại dù nó đến từ ai.